Vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Hôm nay mình lại có một cái thời gian để tranh thủ để chia sẻ và cho mọi người cái cách biến cái quạt cánh công nghiệp bé này và tất cả những cái loại quạt của Việt Nam sản xuất thành cái quạt có cái sức gió cũng rất là mạnh và lại chạy rất là êm. Đấy, như quạt Nhật luôn. Tôi khẳng định các bạn là chạy êm và nắm gió như quạt Nhật luôn nhá. Thì các bạn biết đấy, cái cánh này nó rất là kêu và ồn. Chỉ để phòng khách thôi chứ còn khi đi ngủ là nó kêu, nó ồn lắm, tiếng gió nó rít lắm. Đây mình bật thử. Các bạn thấy gió mạnh nhưng mà rất ồn. Tiếng cắt gió không đủ. Thì mình nghĩ vào tại sao cái quạt Nhật nó lại chạy gọn gió thế, độ sâu của gió thế và nó êm thế, thì mình mới nghĩ đến cái cách là chế cho cái quạt này một cái cánh khác, hay tất cả những cái quạt khác mình có đều có thể chế được. Thì đây mình đã kiếm được cái cánh này. Cánh này là cái cánh của cánh quạt tản B350 của các cái hãng quạt tản nhé. Đấy. Con này thì mình định vứt đi là cân đồng nát rồi. Bởi vì là cái khuyết để chống trôi của cánh chỗ này nó bị trơn. Thì thường thường là phải khóa cái dây đồng ở đây thì nó mới còn sử dụng được. Thế nhưng mà khách yêu cầu thay cánh mới mình thay và mình giữ lại. Thì hôm nay mình sẽ chế cho cánh này và cho cái quạt này. Thì các bạn biết cái quạt tản ấy thì là nó rất là êm. Chạy. Sức gió của cái cánh này nó rất là mạnh, bởi vì các bạn biết không, đấy, các bạn nhìn này, cái khe hở của cái cánh này nó rất là rộng, cho nên là lượng không khí vào đây rất là nhiều, đấy. Cho nên là cái lượng gió rất là mạnh và nó rất là gọn gió, và hai nữa là độ ồn của nó rất là chuẩn. Thì sau đây mình sẽ chế nhé, mọi người nghe tiếng đấy. Mọi người theo dõi video thì tặng cho mình một like nhé. Đây là một sáng kiến nói khoác một tí là độc nhất vô nhị ở Việt Nam, chưa ai nghĩ ra. Thì đây các bạn có một cái cánh của cái cánh quạt tản, và đây là những cái ống căn, ống nhựa này căn bản. Anh em và mọi người, tất cả mọi người có thể đều có thể chế được. Cái này rất là đơn giản và dễ, không có gì là khó cả. Thì mình sẽ dùng một cái ống căn bạc đấy và một cái cánh. Mình quay ngược cái cánh này lại này. Rất may là cái cánh này nó đúng chiều. Thì mọi người đút cái ống căn bạc vào đây. Và để hãm cho nó không trôi ấy, thì mọi người dùng một cái sợi dây đồng hoặc một cái mảnh đồng hoặc cái mảnh nhôm rất là mỏng hoặc cái mảnh sắt cũng được, mọi người dí nó xuống cho nó ăn cái cánh này. Vào cái căn này để cho nó chống xoay nhé. Đấy, ăn vào cái căn bạc. Ví dụ như mọi người không có dây đồng, không có dây nhôm, không có gì thì đây là một cái miếng sắt, một cái tôn mỏng, mọi người cắt một miếng này. Chỉ cần cắt một miếng nhỏ thôi. Và mọi người bẻ thành cái chữ L. Làm hai bên thì nó chắc hơn nhé. Ok chưa? Chữ N. Sau đó mọi người đặt vào cái vị trí góc của cái cánh, giữa cánh và cái căn bạc này. Mọi người dùng mỏ hàn nhiệt nóng hoặc là một cái vật gì đó các bạn có thể hơ trên bếp lửa, bếp ga đấy. Mọi người khi nó nóng mọi người dí vào để cho nó giữ. Cái này bị hút nên là mình phải đè nó chặt thì nó mới hút được.
nhỏ nó trượt. Mình vừa làm vừa chia sẻ nên đôi khi nó có cái sự không được ngọt ngào lắm. Nhiều bạn bảo là lúng túng và nóng nóng, nhưng mà ai cũng thế thôi. Không phải là chỉ có làm trước rồi chia sẻ sau thì nó mới không bị trượt, chứ còn vừa làm vừa chia sẻ chắc chắn ai cũng sẽ bị trượt. Và nó sẽ không được. Như vậy là mình đã căn xong nhé, căn xong cái cánh và cái căn bạc này để cho nó chống xoay nhé. Khi chống xoay trục thì khi đó mọi người sẽ nắp mà cái hàm cánh này mà. Cần thiết thì mọi người lại làm dẹp cái đầu căn bạc để cho nó vào cái đúng cái đầu phát của cái trục này. Thường thường cái quạt Việt Nam bây giờ đa số là loại trục phát, cho nên là lại mình có thể làm một cái miếng hoặc một cái dây đồng đó. Đấy, mọi người đặt đặt ngang. Đấy, ví dụ như cái dây một cái sợi dây đồng như thế này, mọi người đặt ngang với điểm phát này và mọi người lại dùng nhiệt cho nó xuống thì nó sẽ không bao giờ xoay được nhé. Nhưng với cái căn bạc này thì nó rất là khít với trục, mà cái trục nó hơi han một chút thì là nó cũng tương đối chặt. Còn nếu mà mọi người muốn chặt thì mọi người sẽ nhỏ thêm một chút keo 502 nữa thì quá là ok luôn, không cần phải để ý. Như vậy là tôi đã chế xong nhé, chế xong cái cánh cho cái quần. Bây giờ mình sẽ test cái gió cho mọi người xem này. Bây giờ mình bật số nhé. Quạt chạy rất là êm, các bạn thấy không? Không có một tiếng động. Mình bật đến số 2 tiếp tục.